Rồi, chào tất cả anh em nhé. Mình là Nguyễn Xuân Hiền. Đây là cái video số 5 của mình. Đấy thì cái video này là mình khui cái kiện hàng hôm nay là ngày 14 tháng 2 nha anh em nhé, ngày 14 tháng 2. Hay gọi kiện hàng Valentine. À đây, mình sẽ cho anh em xem bên này trước. Bên này thì mình có lấy ra một cái dao để mình gửi điêu khách rồi. Đấy. Thì đây là cá mập đen anh em nhé. Đây là cá mập đen. Chiều dài là 81 cm. Chiều dài 81 cm anh em nhé. Đấy. Thì giá của cây này bây giờ hiện tại mình đang bán với giá là 700.000. Đấy. Phí ship là 30.000. Đây, cá mập đen này. Đấy, đợt này nó rất là khan hàng nên là mình muốn ôm một ít hàng về nhưng mà cũng không ôm được anh em ạ, chỉ được có một tí hàng thôi. Mình muốn ôm nhiều về nhưng mà không có. Đây. Đây là dao bằng trắng 70 cm nha anh em nhá. 70 cm giá 650.000. Cái loại này nó có phi tiêu luôn. Loại này có phi tiêu luôn nha anh em nhá. Đây cái phi tiêu đây. Đây là cá mập trắng. Đây cá mập trắng nha anh em nhá. Đấy cá mập trắng với cả dao bằng trắng này này là một cặp. Nó là một cặp. Đấy thì phí ship là xin lỗi anh em, giá nó là 650.000. Còn nếu mà anh em nào lấy hai cây ấy, đấy thì ví dụ một cây bằng trắng và một cây cá mập trắng này thì 1.300.000. Mình tặng cho anh em một bình xịt cay. Đây là cây zombie xanh. Zombie xanh đợt này là nó cũng sắp hết hàng rồi nha anh em nhá. Mình ôm về được mấy cây thôi. Đâu bây giờ hiện tại bây giờ mình đang còn khoảng mười mấy cây thôi anh em ạ. Anh em không lấy nhanh là hết. Tầm này nó tắc biên rất là lâu. Đây zombie xanh này rất là đẹp. Cái loại này có thể cạo được lông chân nha anh em nhá. Zombie xanh hoặc zombie killer. Đấy. Cái loại này rất là sắc. Cạo được cả lông chân đấy. Mấy ngày hôm nay nó trời lổm bổm, không cắt được giấy anh em. Quả pha test hàng là thất bại. Đây cái cây này cũng 650.000 thôi. Thật ra lại cái giá bây giờ mỗi một cái cây này bây giờ mình đang bị chịu kênh nên nó rơi vào khoảng 30.000 đến 40.000 một cây. Nhưng mà mình vẫn để cho anh em giá là như đợt trước Tết. Giá vẫn như vậy. Vẫn là 650.000 đến 700.000 một cây, không tăng lên một cây nào cả. Không tăng giá một cây nào cả. Đây. Đây là cái cây dao đi rừng. Dao đi rừng này phát hoang. Cái loại này rất là chắc chắn anh em nhá, rất là chắc chắn luôn. Đấy thì mình đã làm các cái video test về cái cây này rồi. Cây này nó rất là nặng và chắc chắn. Nó dài là 58 cm. Đấy giá 650.000. Cây này dài, 58 lạng cơ. Vừa qua ấy, là cái fanpage của mình có hơn 6.000 người thích ấy. Đấy là đã bị mấy cái thành phần gọi là buôn bán hàng ngày như mình đấy là bị nó hack mất. Cạnh tranh kiểu không lành mạnh anh em hiểu không? Nên là tí nữa mình sẽ để cái fanpage mới của mình ở cái phần mô tả cho anh em nhé, cho anh em xem nhé. Đấy có gì anh em ủng hộ mình. Cái fanpage mới của mình thì nó là cái fanpage phụ, nó có hơn 1.000 người thích thôi. Đấy. Đây đây là cái cây zombie đen xì. Cây zombie đen xì, cái cây này là cây số 17. Trong cái ảnh mà có 23 món. Đấy, rất là đẹp nha anh em nhé. Lưỡi loại này cũng rất là sắc, mũi nhọn, đấy, dài 70 phân. Giá là 650.000. Đáng nhẽ ra những cái loại này mình phải bán 700.000 một cây cơ. Những loại này mình bị tăng lên đến 40.000 một cây anh em ạ. Đợt này nó bị cấm biên đấy. Nó cấm biên là cước nó về cao. Nên là cái các ấy, với cả mình nhập của chủ Việt Nam nữa nên là nó cũng cao, giá cũng cao á. Thôi nhưng mà đến đâu thì biết đến đấy thôi.
Đây đây cây lê AK. Cây lê AK này rất là đẹp nhá anh em nhá, và rất là cứng cáp. Đây 60 phân. Đây có loại là 60 phân nhá anh em nhá. Đấy, giá thì cũng 650.000. Bên mình là chỉ có cá mập đen với cả đao bằng đen thôi, là bán là 700 thôi, còn đâu là 650.000 một cây. Đấy, cây lạc như cây lạc. Đây đây cá sông ngắn. Ô cá sông ngắn. Ờ đúng rồi. Cá sông ngắn. Đợt này cái dòng này bán chạy lắm anh em ạ. Mình nhập về mỗi lần nhập về khoảng 5-10 cây thôi, nhưng mà cứ nhập về là hết, nhập về là hết. Đây. 46 cm. Đây, cái phần này của nó có cái các cái răng cưa này anh em này, rất là sắc. Ở trên này là hình con cá sấu nhá. Còn cái cây này nó mô phỏng rằng là con cá sấu luôn. Đấy. Quay quay có khi quay gần vào đây tí để cho nhìn rõ hơn. Quay xa sợ nhìn không rõ. Đây, đao bằng trắng này. Đây là kiếm ống. Đây là kiếm ống BMS màu bạc. Màu bạc nha anh em nhé. Cái loại này loại rồi xong mày gửi cho tao cái hàng khốn nạn này, hàng này đâu có lưỡi đâu, làm ăn như cứt. Thôi mình xin phép mình không giới thiệu con này nữa. Con này rất là đẹp nhưng mà mình không giới thiệu nữa, không có lưỡi anh em ạ. Cái loại này mình sẽ trả thù. Đây, cái loại này thì lợi khác này, loại này 90% mà nó sẽ có lưỡi. Đây, BMS bạc. BMS một lưỡi màu bạc. Đây rất là đẹp. Đây nó có các cái vân này rất là đẹp nha anh em nhá. Đây, cái hàng này mài lưỡi rồi. Đấy, cái giá của cây này bây giờ mình đang bán với giá là 1.050.000. À, quên, mình xin nói thêm, cái cây này là 55 cm, khi anh em lối vào như thế này được 95 cm. Cái cây này rất là hay. Mình cũng chỉ nhập về ngày trước mình đã nhập những cái loại này rồi, nhập rất là nhiều. Đợt đấy mình bán ở trên Facebook ấy, rất là căng. Cái loại này thì nó lối vào là được 96 cm nha anh em nhá. 96 cm, rất là ok. Đấy, nó xoáy gen nhá, nó chắc chắn hơn cái loại USA nhiều, với cả nó đẹp. À, nó đẹp, rất là chắc chắn và đẹp. Đây. À, anh em có thể cầm như này, anh em đập. À, màu bạc luôn, rất là đẹp. Nha anh em nhá. Mình nhập test về một cây thôi. Xem là có anh em nào trên YouTube anh em mua không, nếu mà thấy số lượng người ok ở đấy thì mình sẽ nhập nhiều cái loại này về để bán cho anh em. Tại vì ấy, cái giá của cái cây này nó rất là cao. Nó cao lắm nên là mình không muốn nhập nhiều về. Đấy, tại vì hàng hóa bây giờ mình nhập quá nhiều rồi, mình không muốn để tồn quá nhiều hàng. Đấy, cũng phải nói thẳng với anh em như vậy. Bây giờ mẫu mã thì rất là nhiều. Ôi trời ơi. À, tiến tới đây thôi mình sẽ làm một cái kênh mới nha anh em nhá, một cái kênh Nguyễn Xuân Hiền mới. Bây giờ đấy là trên cái YouTube này này, các cái shop cạnh tranh nhau kiểu rất là bẩn bựa anh em hiểu không. Bây giờ mấy quanh quanh chỉ có mấy cái shop với cả nhau thôi, mấy cái shop lớn với cả nhau thôi đấy, thì cạnh tranh nhau theo cái kiểu dạng là thuê người hack Facebook, người hack fanpage, người báo cáo các cái Zalo ấy. Chán lắm, buôn bán kiểu vậy thì chán đời á. Mình bị khóa tổng cộng trong vòng một tháng đổ lại đây, mình bị khóa mất 4 cái Facebook, một cái page, mấy cái Zalo liền. Thật ra là mấy cái Zalo ấy là mình bị khóa từ trước Tết cơ. Còn bây giờ cái Zalo mới là của mình. Mình không đăng cái gì nữa, muốn báo cáo cũng không báo cáo được. Đấy, mẹ các anh em khác bán hàng căng đét luôn, đăng biết cái thứ ầm ầm lên không làm sao. Mình vừa mới tạo được cái Zalo, vừa mới đăng được thôi. Vừa mới đăng được cái video lên cái thì vừa mới đăng được cái ảnh đại diện như với cả cái ảnh bìa. Úi giời. Khóa luôn của mình lại. Sợ thật. Sợ lắm các con rời này.
chơi toàn ba cái trò mẹ mèo. Đây giới thiệu với anh em, đây là con dao Jumbo, nó giống cái con dao cần lai ở trong bực kích, à quên, ở trong hát lai ấy, nhưng mà cái con này to chất. Có một anh Hải nhá, em biết là anh sẽ xem cái video này, anh Hải ở Đà Nẵng nhá, có mua em mấy lần rồi, thì đây em đã về được cái cây này cho anh nhá, anh nhá. Có gì nếu mà lấy thì chủ động liên hệ lại với cả em trên cái page mới của em được, mà trên cái Zalo cũng được. Đây cái cây này có chiều dài là 40 phân anh em ạ. Thực sự anh em là cái cây này nó rất là chắc chắn. Để nguyên mình mở trong này xem, đứng gì gì vào đây tí, hay mình xem trong này có gì không. À rồi, trong này là có bông băng. Mình nhìn ở đây là có một cái băng gâu này, một cái móc câu diêm, băng gâu móc câu diêm đấy rồi. Nói chung là cái cây này để anh em đi phượt phết các thứ được đấy. Cái loại này bên trong này có gì, bên trong này có gì, nhưng mà bên ngoài này thì mình nghĩ là nó rất khó để gì được nha anh em nhé. Đấy. Đây là một cái chuôi phạt kính. Đây là một chuôi phạt kính. Đấy, cái cây này mình thấy nhiều bên ở trên thị trường này bán cỡ khoảng 1,2 triệu đấy. 1,2 triệu một cây này. Nhưng mà mình thì mình nhập giá thì nói chung là cũng phải chăng thôi. Là mình bán cái cây này với giá là 1 triệu. 1 triệu nha anh em nhá, đúng 1 triệu thôi. Đúng 1 triệu một cái cây này. Đấy. Thế rất là hay. Mình có hai cây, mình sẽ test cái cây này. Mình sẽ test cái cây này, bờ lấy cái gì ra test nhỉ? Test luôn, người thật việc thật luôn. Để là xem nó có cong hay là gãy hay gì không. Đây hàng mới. Đây. Thì nó vẫn vậy, nó kêu nhưng mà kêu cái ở bên trong này là cái hộp bông băng. Đây test cho anh em xem phần lưỡi nhá, không bị một vấn đề gì đấy, không bị một vấn đề gì luôn. Cái gỗ này, cái gỗ xà cừ này nó rất là chắc. Xà cừ hay bạch đàn đúng không? Bạch đàn. Đây lưỡi không vấn đề gì, cái loại này rất là ok nhá. Cái này hàng Trung Quốc nha anh em nhá, không phải hàng của Mỹ hay gì đâu. Lỏng rồi. Để Nguyên xem vặn lại được không. Test nghịch tí béo. Lỏng rồi nhá anh em nhá. Lỏng rồi, nhưng mà mình để Nguyên xem nào. Ở trong này nó có một con ốc, nó có một con ốc để vặn cái này. Đấy, lại chắc trở lại rồi. Nó bị lỏng cái ốc anh em ạ. Đây lại chắc trở lại rồi. Đấy, nó lại bình thường trở lại. Lưỡi này, cho anh em xem về cái lưỡi này. Đây, cái lưỡi nó vẫn ok luôn, không vấn đề gì cả. Lưỡi vẫn ok luôn. Cái cây này mình nhập có hai cây thôi, chủ yếu nhập cho các anh khách quen mà. Lôi một cây test. Anh em nào lấy cái cây mà test này rồi nhá, mình để anh em giá là 750. Mình để anh em giá 750, còn anh em nào lấy cái cây này phải đặt đấy nhá. Cái cây này nhập đắt á. Cây này nhập cao á, mà mình bán giá nó phải chăng, nên là anh em lấy, anh em đặt. Đặt mình lấy về đâu. Đây mình có hai cây, một cây này được riêng này, cây này hàng ấy rồi vứt riêng này, không nhầm thì chết. À đây anh em này, đây là thành quả nó làm được nhá. Cái này gỗ này rất là chắc và nó khô, rất là già. Đấy, người thật việc thật luôn đấy. Anh em phải biết rằng đấy là mình bỏ những cái cây dao ra để mình test như vậy. Thì không có lẽ gì ấy, mình đi lừa những anh em nào mà 50 hay là gì đâu. Mấy anh em trong Nam ấy, kiểu mình yêu cầu cọc 50 cái gì ấy, anh em cứ sợ mình lừa.
Nói thật anh em là lừa 50 của anh em tiền thẻ điện thoại anh em trả đề làm gì à? Đây là cây M9, dao M9 nha anh em nhá. Dao găm M9, dao của đặc nhiệm, cao mình biết của đặc nhiệm. Đây, một trong những cái cây dao mà nguy hiểm nhất hành tinh luôn đấy, cái loại này chọc xuyên giáp luôn đấy. Này, lưỡi rất là sắc. Cái cây này mình bán với giá 900.000, dài 32 phân. Dài 32 phân nha anh em nhá. Đây, đây cũng là một cây M9. Đây, đây là một cây gì đây? Xoài, ngon luôn. Đây là một cái cây cứ tạm gọi là cây trung cấp trắng 80. Bởi vì nó dài 80 cm và nó là hàng trung cấp. Đây, trên phần này là nó có các cái con rồng này. Nó con rồng với cả mấy cái kỵ sĩ này. Đây, mặt này cũng như vậy luôn. Đấy. Thì cây này mình chỉ có một cây duy nhất thôi. Cái gì này? Thế này giết nhau rồi. Đùa, còn đúng cây duy nhất. Có đúng cây duy nhất. Đây, nhiều khi là anh em này, cái hàng này nó vẫn rỉ nhá anh em nhá. Mình nói luôn anh em là hàng này nó vẫn rỉ. Nó là hàng trung cấp ấy. Cái cây này mình bán là, cái cây này, với cây này mình sẽ bán với giá 2.2 triệu. Đấy, nhưng mà nó bị lỗi rồi. Nó bị rỉ mất một tí tị ti ở đây rồi. Không đáng kể. Đây, nó bị rỉ mất một tí ở đây thôi. Đấy, một tí thôi, cạo cạo đi là hết đấy mà. Cây này thanh lý 1.8 triệu. Không mấy nhiều nữa. Không bỏ qua cây này đi. Cây này lỗi rồi, thanh lý 1.8 triệu. Chỉ ship miền Bắc thôi anh em nhé, không ship miền Nam. Riêng cây, những cái hàng mà lỗi này, những cái hàng mà có vấn đề này là mình không ship mấy đâu. Mình không ship miền Nam đâu. Bởi vì không đủ cước phí. Cây này là 2.2 triệu, thanh lý anh em là 1.8 triệu. Đấy, anh em mà lấy thì cứ alo trực tiếp vào mình. Đấy, mà cây này mình chỉ ship miền Bắc thôi, không ship miền Nam. Nó bị ố một vết rất là nhẹ. Bớt luôn anh em 400. Bao ship luôn. Đấy, anh em nào lấy được thì lấy. Còn không lấy được thì cũng phải lấy. Đúng một cây thôi, không có cây thứ hai đâu. Không bao giờ có cái hàng này nữa. Theo mình biết là như vậy. Cái hàng này tại vì nó có từ lâu rồi. Người ta bảo là còn một cây. Đây là một cái cây T10. Đây là một cây thép T10 nha anh em nhá. Đây, đây là một cây T10. Anh em thấy không ạ? Có nhìn được cái vân này của nó, của kiếm không? Có nhìn được vân không? Đây là thép T10. Đây, cái Harmon này là nó là Harmon đất lung. Đấy, nghĩa là khi người ta rèn cái loại này là anh em này, khi người ta rèn cái loại này là người ta có bôi một cái lớp lớp đất sét vào đây này. Đấy, để nguyên nó tạo ra được các cái vân, nó tạo ra được các cái vân vân kiếm. Đấy, mà mờ mờ kiểu khói thế này nha anh em nhá. Còn các cái mẫu khác ấy, là họ thường là họ lấy các cái máy mài, họ mài đi, nhưng mà cái này là họ bôi lên. Đấy, cái cây này thì giá trị nó rất là cao. Nó hàng cao cấp nhất bên mình đang bán. Cái cây này có chiều dài là 105 cm nha anh em nhá. Trọng lượng là nó rơi vào khoảng 1,4 cân. Đấy, giá của nó bây giờ là mình đang bán là với giá là 4.5 triệu một cây. Đấy, thép T10. Anh em với những cái hàng mà chất lượng cao như này và giá trị cao như này, mình khuyên anh em lên đi tìm hiểu qua tất cả các cái shop khác. Đấy, để nguyên là mua được với cái giá là rẻ nhất có thể. Đấy, tại vì là cái cây này hàng giá trị rất cao, nên là anh em lên tìm hiểu và hiểu về cái loại này một chút. Đấy, thì nó sẽ hay hơn. Đây, thì ở trên cái phần này của nó là có mấy cái hoa hồng. Hoa hồng. Đấy. Thì đây, hàng này hàng 2 chốt tre nha anh em nhé, hàng 2 chốt tre. Thật ra lại là cái cây này là mình, bây giờ mình chỉ nhận order thôi, chứ mình cũng không ấy đâu. Riêng cái cây này màu này mình chỉ nhận order thôi. Chứ mình không nhập sẵn về đâu. Mình nhập về 2 cây để cho hai cái anh khách quen, hai anh khách anh ấy lấy rồi. Chứ mình không có sẵn cái loại này nha anh em nhá, mình chỉ có sẵn màu đen thôi. Hai cây này là của khách.
đợt này các cái hàng trung cấp này, ồ đây là hàng thường, đây là hàng thường rồi. Đây xin giới thiệu anh em, đây là một cái cây rồng đỏ, đây một cây rồng đỏ rất là đẹp nha anh em nhé, cây rồng đỏ rất là đẹp. Đấy. 52 cm. Đấy, trên này là có rất nhiều dầu, anh em về đừng có lau dầu đi, để nguyên đấy nó mới bảo quản được lâu. Đấy, 52 cm. Thì cái cây này mình đang bán với giá là 850.000. Thực ra mà nói lại, bây giờ mỗi một bộ kiếm mình đã bị đẩy lên cỡ khoảng 250.000 một bộ. Thật sự ra mà nói thì những cái cây này mình phải bán giá 900 mới đúng. Mình vẫn để anh em giá nó như cũ. Đây là một cái cây thẳng trắng 52 cm. Đây cây thẳng trắng 52 cm anh em nhé. Thôi mình không bóc cái lưỡi ra nữa. Cái cây này mình đang bán với giá 900. Đây thì mình cũng nói luôn cả anh em là cái cây thẳng trắng này là hàng hai chốt nha anh em nhé. À không, hàng này hàng hai chốt hay một chốt nhỉ? Mẹ chốt ẩn quá. Cái loại này có một chốt thôi. Một chốt. Và mình đang bán giá 900 nhá. Đây là cái cây rồng xanh. Đây cây rồng xanh. Rồng xanh này 850.000. 850.000, loại 52 cm. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Tiếp theo, không biết là hộp gì đây. Đây là cây rồng đỏ 52, đây là cây rồng đỏ 80. Rồng đỏ 80 này thì bây giờ mình bắt buộc mình phải tăng giá lên thành là 1.350.000. Bắt buộc mình phải làm như vậy nha anh em nhé. Đây, 80 cm, rất là đẹp. Đấy. Còn anh em mua được cái cây này với giá là 1.350.000 này, anh em yên tâm đi, không đắt đâu. Đấy, mà cứ cho rằng là đắt đi, cứ cho rằng là đắt hơn, ví dụ bên nào đấy có thể bán rẻ hơn mình 100.000 một cây này đi. Đấy, nhưng mà quan trọng nhất đấy vẫn là anh em về anh em nhận được, anh em nhận được hàng. Đấy, cái đấy mới là cái quan trọng. Chứ không vì đắt hơn 50.000, 100.000 một cây mà có thể anh em lại bị lừa các thứ thì nó không hay. Đây mình nói, mình bảo này, đợt này này là người ta gửi hàng cho mình, người ta gửi thiếu cái hộp gấm như thế này. Người ta gửi thiếu mình hộp gấm như thế này nha anh em nhá. Mà người ta gửi hộp này thì những anh em nào mà mua hàng trung cấp này không có cái hộp gấm thì mình sẽ tặng cho anh em một bình xịt cay bù vào cái hộp gấm. Đây là một cái cây trung cấp. Đây một cây trung cấp màu đỏ da báo. Nha anh em nhá, 103 cm, giá là 2.600.000. Giá 2.600.000 nha anh em nhá. Thì đợt trước Tết ấy, đấy mình bán là 2.500.000. Bờ mình phải bán 2.600.000. Một cây này bây giờ anh em bảo là tăng lên 250.000 một cây thì anh em phải biết như thế nào. Tại vì hàng đợt này ấy, là nó tắc biên anh em hiểu không? Đấy nên là các cái đầu mà người ta bán cái hàng này này, người ta tăng giá lên. Thật sự mình ấy, thì mình bán hàng là mình không muốn tăng giá, chỉ có giảm giá đi thôi. Khi nào mình nhập được số lượng nhiều ấy, đấy người ta để rẻ mình thì mình muốn giảm giá cho anh em thôi. Đấy thì đây là cái hàng trung cấp hai chốt tre nghe anh em nhá. Hàng hai chốt tre. Hai chốt tre là cái hàng ấy mà cái phần lưỡi kiếm này nó chạy dài tận đây này anh em à. Đấy, nó chốt bởi một cái tre này nên là rất là chắc chắn, hàng này rất chắc chắn. Chắc chắn hơn hàng thường rất là nhiều. Nếu anh em nào mua một cái cây hàng thường cũng khoảng 1 mét. Đấy thì cũng khoảng 1 mét nhá, thì giá nó khoảng vào đâu là 1.600.000 đến 1.700.000 thì thôi, tốt nhất là anh em thêm 1 triệu nữa vào. Anh em mua cái hàng này chơi thì nó chắc chắn hơn. Cái nữa anh em lại có thêm một bình xịt cay nữa. Đây là cái cây thẳng trắng 80. Đây cây thẳng trắng 80. Thẳng trắng 80. Thì cái cây này mình đang bán với giá là 1.300.000. 1.300.000 nha anh em nhé.
chính ra mà nói là phải là 1.350.000 mới đúng. Đây cây thẳng trắng 1m là giá 1.700.000. Giá 1.700.000. Hàng đợt này là nó tăng rất là cao. Đây, cái cây này cũng là cái cây T10 thôi. Cây này mình cũng là cái cây mình lấy cho khách thôi. Có hai khách đặt mình cái cây T10 màu trắng này. Đây là, ở đây ở dưới này thì cái vỏ này là vỏ có 3 bộ kiếm. Không biết là bên trong có những cái gì. Đây, nó phui ra cho anh em xem. Ở video dài bao lâu? 26 phút rồi. Cố gắng là kết thúc video khoảng 30 phút rồi, dài quá. Hàng hóa nó nhiều. Cũng được. Đây là bộ rồng xanh nha anh em nhé. Bộ rồng xanh này thì cái cây ngắn, cái cây 52cm ngắn nhất đấy. Đấy thì giá của nó là 850.000. Còn cái cây 80cm này này, đấy giá nó là 1.300.000. Cái cây 1m giá 1.700.000. Còn cả bộ nhá thì là 3.200.000 nha anh em nhá. Cả bộ là 3.200.000. Nó có kệ các thứ luôn. Cả bộ là 3 cây dài ngắn. Ở đây là có 2 cái cây dài nhất là không phải luôn nha anh em nhá. Nhanh giá là mất nhiều thời gian quá. Đi đây. Mở. Mình hỏi anh em ấy. Anh em xem các cái video ở trên YouTube này thì anh em xem những cái video mà khoảng các cái video của mình ấy, khoảng 30 phút ấy, anh em có thấy khó chịu không? Nếu mà anh em mà thấy khó chịu ấy, anh em phải bảo anh em để lại bình luận hộ mình nhá. Thì lần sau ấy, mình quay mình sẽ cố gắng mình giới thiệu thật là nhanh, thật là nhanh, thật là gọn. Đấy. Còn các cái video này của mình này, mình làm kênh YouTube này, mình không kiếm tiền từ YouTube nha anh em nhá. Nên là anh em có gì anh em ủng hộ mình. Like, nếu thích thì chia sẻ bài viết. Đây. Đây là cái cây trắng. Đây là cái cây hoa mai trắng. Hoa mai trắng 1m. Đấy, giá cây này là 1.650.000. Hàng đã mài lưỡi rồi. Đây là cái hàng thường. Đấy, hàng thường này thì mình bán cũng nhiều năm rồi. Nên là cũng chẳng có cái gì đặc biệt mà phải để giới thiệu cho anh em cả. Đấy, chủ yếu là giới thiệu anh em những cái mẫu hàng mà nó đẹp ấy, nó chất ấy. Đấy, thì sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em thôi. Còn thật sự anh em ấy, mình rất thích giới thiệu cái mẫu này. Cái mẫu này tuy rằng nó là hàng thường thôi nhưng mà rất là đẹp. Rất là đẹp nha anh em nhé. Đây, cây này 1m, giá là 1.750.000. Đây, rất là đẹp. Cây này cũng đã giới thiệu rồi. Đâu rồi nhỉ? Bỏ tạm vào đây ạ. Đây, còn một bộ cuốn tùng. Khả năng là cũng chỉ là một trong những cái cây mà lúc ấy mình vừa ra thôi. Có thể trong này là nó sẽ là mấy cái cây hoa mai màu trắng. Hoa mai màu trắng. Đây. Đây. Hoa mai trắng. Đây là hoa mai trắng nhá. Hoa mai trắng giá là 800.000. 800.000. Cây này 52cm. Còn cái cây hoa mai trắng mà 80 này thì giá là 1.250.000. Giá 1.250.000. Rồng đỏ các thứ gì nói chung là quanh quanh đây hết rồi. Đấy thì hết video rồi. Nhưng mà mình xin phép anh em khoảng 1 phút để Nguyên làm mình hướng dẫn các cái cách giao dịch bên mình. Cách giao dịch bên mình nhá. Đối với miền Bắc đấy thì nhận hàng thanh toán. Đấy thì không cần phải cọc. Nhưng một số nơi quá khó gửi
thì mình vẫn yêu cầu anh em cọc nhá. Đấy, với cả cái nữa đấy là một số nơi quá khó gửi vẫn yêu cầu cọc và không cho anh em kiểm. Còn bình thường chỗ nào dễ gửi miền Bắc ấy, mình cho anh em kiểm hàng không cần cọc. Đấy, nhận hàng là thanh toán. Đấy. Còn trong Nam nhá thì anh em bắt buộc anh em phải cọc cho mình từ 50.000 đến 500.000, 1 triệu đến chuyển khoản. Tùy vào đơn hàng anh em đặt. Đấy. Thì cái tiền đấy mình sẽ trừ cái tiền hàng cho anh em. Đấy, với cả cái nữa là hàng về anh em không được kiểm nhá. Còn mình giao hàng trong Nam mà giao hàng tại nhà luôn nhưng mà không được kiểm. Còn lý do tại vì sao ấy mà phải cọc và không được kiểm, đây mình nói anh em nghe này. Cái cọc ấy để tránh các cái trường hợp ấy mà không có nhu cầu mua hàng nhưng vẫn đặt hàng cố tình lên đơn ảo để gây thiệt hại cho những cái người bán như mình. Tại vì anh em phải hiểu này, buôn bán cái nào cái kiếm này, không có rất là nhiều anh em thích nhưng cũng có rất nhiều người ghét nha anh em nhé. Họ ghét đúng không ạ? Thì bây giờ họ lên mấy cái đơn cho mình đấy, mình gửi đi, mình gửi hàng đi đúng không, họ không nhận. Thế bây giờ mình lấy tiền đâu ra, mình trả tiền cước đúng không? Thế nên bắt buộc phải cọc. Đấy, cọc để loại bỏ những cái thành phần đấy nha anh em nhé. Đấy, còn vì sao không được kiểm, vì sao ở trong Nam mà mình không cho anh em kiểm, thì mình nói này, cái hàng này nó cái hàng cấm nhá. Trong Nam mình bắt buộc mình gửi chuyển phát vào cho anh em. Đấy, nên là những cái các cái công ty chuyển phát ấy, họ không mờ họ nhận những cái hàng này, mình nói thẳng anh em luôn. Nhưng ấy, cái đầu mình vẫn gửi được. Đấy, tại vì mình cho người ta tiền đúng không anh em, mình cho người ta tiền người ta vẫn nhận hàng của mình. Nhưng cái đầu bên trong Nam anh em ấy, họ đâu có ăn được tiền của mình đâu đúng không, họ chỉ cần anh em chỉ cần bóc ra phát đấy là họ báo lên tổng, người ta chỉ biết là đây cái hàng cấm phát là người ta báo lên cái hệ thống của người ta và người ta khóa cái tài khoản của mình lại. Đấy là mình bị mất hàng đấy và họ cũng không trả tiền mình nha. Các cái đơn sau đấy đấy, các cái đơn sau mà mình gửi vào cho các cái khách khác ấy mà họ chưa nhận được ấy, đấy là họ thu hết hàng của mình luôn nha anh em nhá. Nên là anh em mua bán cái hàng này anh em phải tìm hiểu đúng không ạ. Còn nếu mà anh em không tin tưởng ấy, anh em có thể bảo mình gọi video cho anh em xem, đọc tên và số điện thoại của anh em trong video nhá. Đấy, còn những cái người nào mà người ta có hàng người ta mới gọi video được cho anh em thôi. Còn những cái thằng mà lừa đảo ấy, lừa vài chục nghìn ấy, thì lấy đâu ra hàng để nguyên là quay cho anh em xem. Đấy, mình nói thẳng như vậy luôn. Anh em mình là thanh niên mua bán thì nó dễ dàng, cũng lên tìm hiểu qua đấy về các cái cách giao dịch đấy nha anh em nhé. Còn mua bán ấy, mà không biết gì về người bán ấy, tốt nhất đừng có mua, đừng có hỏi làm cái gì cả. Hỏi hàng tư vấn ok, còn đặt hàng ấy, thì thôi đừng đặt làm gì nha anh em nhé. Thôi xin chào tất cả anh em.